Sáng ngày 9 tháng 1, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia chính thức khởi công xây dựng tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Cùng với đó là triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 được khai trương với 150 gian hàng công nghệ đến từ những tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước. Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia được xây dựng với tổng diện tích sử dụng là 35.000 m². Đây sẽ là nơi cung cấp các phòng nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm theo chuẩn mực quốc tế, nhằm đem đến điều kiện hạ tầng tốt nhất cho nghiên cứu phát triển các ý tưởng công nghệ. Tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc tới ý nghĩa mở đầu mang tính dẫn dắt về việc hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia như một điểm nhấn trong chiến lược triển khai của cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam. Nhân dịp này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tổ chức triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 với hơn 150 gian hàng công nghệ. Viettel hiện nay là ngoài cái chuyện cung cấp dịch vụ viễn thông cũng là nghiên cứu sản xuất ra các cái nền tảng công nghiệp công nghệ của chính mình sẽ làm chủ từ đầu đến cuối. Viettel có nguồn lực về con người, Viettel cũng có cả nguồn lực về tài chính. Viettel là một doanh nghiệp quốc phòng an ninh cho nên là đầy đủ tất cả các nguồn lực để là tiên phong và chủ lực cho công cuộc chuyển đổi số cũng như công cuộc đổi mới sáng tạo Việt Nam. Triển lãm này nằm trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Với mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, tối thiểu là 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ về chuyển đổi số đến năm 2025.